Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm một video test các thiết bị âm thanh cho bà con mọi miền Tổ quốc. Sau đây mình sẽ test một cái. Đầu tiên là mình sẽ test 6 cái tay mic cho một anh thợ. Anh đắp phòng ở Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội. Anh là thợ nên mình xin phép không được nói tên, cho anh ấy làm việc cho nó dễ. Mình sẽ test những cái tay mic này để chuyển đi cho nó chuẩn nhất trước khi chuyển đi. Đây, cái này là do đang lệch tần số này, đang 120 mà cái này của mình 115. Mình sẽ chuyển nó về 115. Mình sẽ dò nó lại. Đó, được rồi ạ. Được. Nó tắt volume. Được. Cái này mình dò cái sóng này thì rất đơn giản rồi. Mọi người xem video của mình để hướng dẫn. Mọi người thì cần gạt cái này, cái nóc này lên, cái giò ép lên, nó gạt nó xuống là ok, cho vào cái mắt này nó giò lại tí. Một chiếc đó rất tốt luôn này. Mình tắt nó đi này, mình tháo pin lắp cái chiếc thứ hai. Đây là dòng xua mới. Dòng xua mà được rất nhiều bà con thích. Từ quán chuyên nghiệp cho đến phòng hát gia đình, rất được nhiều bà con mình ưa thích. Mình test một chiếc tiếp theo này. Cái này nó rất là thích hợp vì nó hay. Vì sao? Vì nó dùng pin con thỏ là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là nó đẹp, mới, nhiều bà con mình sợ đồ bại. Mình sẽ bật nó lên. Có một đinh, cái này là một đinh 5. Mình sẽ dò nó về tần số 1.5 tất cho nó dễ chỉnh. Mình gạt nó lên nữa. Cái kia là 1.15, tí mình làm lại hết. Mọi người dí cái mắt thần vào cho nó đọc cái là được. Mất khoảng tầm 10 giây là cùng. Đó là được. À, 1.5 này, thử cho nó về 1.5 đi. Đây mặc dù là nó khác tay mic nhưng vẫn vào nhau được hết nhé mọi người. À, đang khóa có bị mình phải tắt đi mới tắt được. Đây là một chiếc, coi cái chiếc kia chưa test, test lại hết này. Còn chưa, chiếc đầu tiên là test xong một chiếc đầu tiên nữa. Đây là một cái. Tất cả bà con mình, ai có nhu cầu mua tay mic rồi, mình sẽ bán. Vì lý do nào đó mọi người mà bị rơi vỡ, hoặc là thế nào đó, mình sẽ bán. Mua một chiếc cũng bán. Đây cái 099 của cái kênh bên này. Được. Đang mất volume. Được. Rất là tốt. Sao cái loa nó hơi tẹt tè. Chuyển sang cái đây là âm đi bãi. Đó,
mới về cũng chưa vệ sinh cái volume, cũng rất có thể là volume nó bẩn. Đấy, kênh này thì không sao này. Được, 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 được. Kênh này thì không bị dè dè, kênh trên này dè dè. Được, 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 được. Dòng này rất là ok đúng không? Xua này rất là tốt. Mình sẽ lắp lại chiếc này lại. Mình tắt nó đi đây này. Đó. Hai cái. Cái thứ ba, cái này phải xét lại tần số lệch với cái tần số của cái đầu thu. Đó đang như cái trường hợp này là ví dụ bạn mua một cái về mà nó khác tần số như này, rất đơn giản đó. Bằng một cách là mình lấy một cái vật nho nhỏ cứng một chút, đẩy cái gạt tại cây lên đây. Đẩy nó lên đó, rất là xong. Sau đó mình ấn cái giữ cái nút set này khoảng tầm 3 giây. Đó, dí cái mắt này vào đây. Mất có khoảng tầm 5-6 giây là nó đã nhận tín hiệu. Được, 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 được. Đó, xong. Xong cái đó là mọi người sẽ lại dùng cái vật cứng vào xong đó, gạt nó xuống. Được, 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 được. Được. Xong rồi mình tắt nó đi. Xong một cái đi tiếp theo, mình sẽ làm thêm một nút ba cái nữa anh. Vì hàng ra đi giao mà mình cũng phải cho nó cẩn thận hết mọi vấn đề trước khi chuyển đi. Hàng tuy là mới nhưng nó cũng rất là khó nói vấn đề là khi lúc vận chuyển đường xa về tới nhà mình, nên trước khi chuyển đi phải test lại hết. Cái này của kênh bên này như thế này, tín hiệu gió ép nó lên là ok. Vì tất cả những cái dòng mic nhà mình nhập về đều họ cài mặc định là CS099 và CS105, nên lúc mình test 6 cái tay này thường thường là nó sẽ trùng với cái tần số mic của nhà mình. Còn cái tần số này nó giống nhau thì không quan trọng, vì bài test mình đã có bài test cực kỳ đơn giản. Đó, cái 105 đấy, giờ ép căng đét. Lực. Mình test cái cuối cùng trong cái bộ 6 tay này cho nhà anh. Đây là cái thứ 6. Nắp ngực pin vội quá, lột cả pin đây. Mình sẽ bật nó lên kênh bên này, giờ ép rất căng luôn. Lớn rất là to đúng không? Mình đắp cho anh ấy. Và mình sẽ test thiết bị chống hú XTR 2.0 này cho anh Lương Đình Quyết ở Mộc Châu, Sơn La. Anh đã đặt hàng ở Hà Nội, nhà mình chuyển về cho anh. Xin chân thành cảm ơn anh. Đầu tiên mình test thiết bị chống hú này
là không cho qua. Mình sẽ test bằng một micro không dây BBS U608TM với một con âm ni Jaguar BA203A hàn xịn và một đôi BMB CSV450C xịn hạng xịn của BMB sản xuất ở Trung Quốc. Đầu tiên là mình sẽ không cho qua thiết bị này. Đó, thiết bị đang tắt nhé. Đó. Để khách quan thì nó cách khoảng tầm 4 đến 50 phân. Đây. Nó chuẩn là nó bắt đầu có dấu hiệu tụ rít đúng không ạ? Đó. Do mình test cái loa xịn nên không dám dí sát nhiều, nó chết cái tép. Bây giờ mình sẽ chuyển đổi nó ra cái thiết bị trong hũ. Mình không sờ vào cái gì cả nhé. Mình ngắt có mỗi cái sợi dây trong hũ, cái dây cá lông hai đầu ra thôi. Đây. Mọi người phải chuẩn bị cho mình là hai sợi dây cá lông được cái ra 6 ly để đấu bộ này. Đó. Để đấu bộ này thì như nào? Cái đường cá lông đực ra 6 ly cắm vào mic, mọi người cắm vào đường in1 của feedback. Đó. Đường in1 của feedback, một đầu 6 ly còn lại thì cắm vào cái đít của cái mic không dây. Còn một cái đường out của con feedback mọi người cắm vào một cái đường tín hiệu của con mi bất kỳ. Con mi có thể hai đường thôi nhưng mà cắm đường nào bất kỳ nào cũng được. Đó. Đấy. Nha. Đó. Có nghĩa là đường ra của micro sure, micro không dây BBS mọi người sẽ cắm vào đường in của con feedback và đường out của con feedback mọi người sẽ vào một đường 6 ly bất kỳ của âm ly này, 1 và 2. Mọi người chọn kênh nào thì mọi người ấn vào đó để điều chỉnh nó. Đó. Bây giờ mình sẽ bật nó lên. Đó là do mình đang để volume nên nó bị bột như sau. Cũng hơi sót loa một tí nhưng test cho bà con thì để nguyên như thế. Và mình sẽ lô cho mình dí vào loa luôn nha. Mình sẽ lô dí vào loa luôn. Đã được chưa? Đây là mình rúi thẳng như xong là tầm này là dít đầm mình đúng không? Đúng chưa? Đấy chưa? Đấy bây giờ nha. Phần tiếp. Mình sẽ để sát luôn chưa? Được chưa? Sát sạt chưa? Nó đang báo hết pin. Đấy, dí sát vào nó chỉ có đạch cạch mà nó chỉ... Đó. Một thiết bị rất tuyệt vời phải không ạ? Đó. Đó. Mình test video cho anh Quyết, mình xin phép được dừng cái video này đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của nhà Huấn Audio. Hẹn mọi người ở những video nhất của mình.